Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn dòng Rider, Sanchia, Sonic với lại Ad, kèm theo đó là một số dòng Tiga nữa. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay anh em hỏi Sonic cũng rất là nhiều nha. Thì cái dòng Sonic này nè thì nó đang hạ giá cũng rất là mạnh luôn. Thì so với tuần trước thì nó giảm đến 2-3 triệu luôn. Hay là anh em coi clip và muốn mua chiếc nào anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình luôn nha. Thì đầu clip này mình về được con Sonic trắng đỏ mâm đen nha mọi người. Con này thì là phiên bản tiêu chuẩn nha. Nó có cái màu rất kinh nữa, nhưng mà cái màu này là mình quay cái màu này anh em cũng hỏi rất là nhiều cái màu này nha. Đó, thì đối với cái màu mà phiên bản màu rinh như này thì giá của nó sẽ là 57 triệu nha mọi người. Đó, đối với con này thì anh em mua góp, anh em trả trước cho mình tầm khoảng 12 đến 13 triệu nhận xe nha. Đối với dòng Sonic này nè, đó mình hỗ trợ. Nói chung là nó rất giá rất là mạnh luôn so với tuần trước nữa luôn á, 2-3 triệu luôn. Anh em coi clip mà anh em muốn mua thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Đó. Thì tiếp theo nữa là con Sonic màu xanh nha mọi người. Đó. Con này là màu xanh đen nha. Con này thì giá của nó sẽ là 50, nó sẽ đắt hơn so với con phiên bản tiêu chuẩn nha, là 58 triệu nha. Nó sơn lên sơn 3D luôn nè. Thì cái màu này thì anh em trả trước cho mình giá của nó sẽ là 58 triệu trả trước cho mình tầm khoảng là 14 triệu nhận xe nha, đối với dòng Sonic màu 3D. Đó. Rồi tiếp theo nữa là con Sonic màu trắng màu đỏ candy nè. Đó. Con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng 58 triệu nha. Nếu mà anh em mua tháng này liên hệ trước mình giảm 1 triệu còn 57 triệu luôn. Dòng Sonic này thì cũng trả trước tầm khoảng 13 triệu là nhận xe nha. Đó, thì mình lưu ý một cái là một số anh em á thì cũng có nhắn tin hỏi mình thì cái dòng Sonic này này lên một cái số màu như là màu trắng, màu đen nè. Nói chung là tất cả đều lên màu được hết. Anh em mà muốn mua cái màu nào ngoài những cái màu mình quay lên thì anh em cứ liên hệ hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Mình sẽ lên màu theo ý sở thích của mọi người luôn. Đó, mâm với có thể là lên mâm tất cả luôn nha. Nên anh em cứ yên tâm nha. Rồi. Tiếp theo nữa là chiếc Rider nha mọi người. Con này là con Rider đời 2023 nè, giá của nó sẽ là dao động tầm khoảng là 47 triệu nha. Đó, con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 5 đến 6 triệu tiền xe nha, đối với dòng Rider nè. Đó. Rồi tiếp theo là Sachia nha mọi người. Sachia nhập khẩu nha, con Sachia này mình nhập bên Indo luôn nè. Giá của nó sẽ là 53 triệu nha. Đó. Con này thì trả trước cho mình tầm khoảng 8 đến 9 triệu tiền xe được rồi. Đó. Rồi tiếp theo là con màu đỏ candy, con này cũng 53 triệu nha. Đó, thì đối với dòng này cũng là sơn 3D nhập khẩu bên Indo luôn. Con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng là 8-9 triệu nhận xe. Về cái dòng Sachia này thì anh em liên hệ trước vẫn giảm hết 1 triệu nha. Đó là con 52 thôi, đó giảm khá là mạnh luôn. Và con này là con Sachia nhập khẩu luôn nha mọi người. Sachia nhập khẩu màu trắng đen nha. Đó, con này cũng 53 triệu nha mọi người. Nếu mà anh em liên hệ trước giảm 1 triệu con 52 luôn. Con này thì trả trước tầm 8 triệu là nhận xe được rồi. Rồi tiếp theo là con Sachia màu đỏ đen nha. Con này thì cũng là màu rin cho mọi người. Đó, anh em thích màu rin có màu rin nha. Con này thì giá của nó cũng dao động tầm khoảng 53 triệu thôi. Thì xe này nhập khẩu chính hãng bên Indo hết nha. Thì con này thì giảm giá 1 triệu còn 52 luôn nha. Đó. Tiếp theo là con màu đỏ đen nhưng mà nhám nha mọi người. Và cái này là màu nhám thì con này thì cũng dao động tầm 53 giảm 1 triệu còn 52 luôn nha. Đó, xả kho cho anh em luôn. Đó. Rồi Rider cũng có màu y chang Sachia luôn. Đó, màu Sachia Rider y chang màu nhau luôn. Con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng 48 triệu nha mọi người. Đó, con này thì anh em trả trước cho mình tầm 5 triệu thôi là có thể nhận xe rồi. Đối với Rider này thì hỗ trợ mạnh cho anh em trả góp luôn nha. Ok. Rồi, về Vario thì một vàng này mọi người. Vàng này vàng đen nha. Con này thì khóa mắc cây luôn nè. Giá dao động tầm khoảng 43 triệu nha. Con này sơn 3D nha. Anh em lấy màu rin thì tầm 42 thôi nha. Về màu trắng cam thì nó sẽ là dao động tầm 43 triệu nha mọi người. Con này thì đời cũ 2022, còn 2023 thì nó sẽ như màu trắng nè, 42 triệu nha mọi người. Đó, 42 triệu trả trước cho mình tầm 5 triệu nhận xe rồi. Đối với dòng màu đen nè thì giá của nó sẽ là 42 luôn, màu khóa mắc cây luôn nha mọi người, còn 42 triệu thôi. Đó, trả trước cho mình tầm 5 triệu là nhận xe. Còn đối với anh em mà mua màu đỏ với màu đỏ màu đen này, sáng nay xả kho cho anh em còn 39 triệu thôi mọi người. 39 triệu một chiếc nha, bao VAT luôn. Con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 3 đến 4 triệu là nhận xe rồi. Thoải mái cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là mở kinh nè mọi người. Đó, mở kinh. Màu này là màu đỏ nha, 2023 nha mọi người. Con này thì 47 triệu nha. Nếu mà liên hệ trước giảm 1 triệu còn 46 triệu. Nếu mà cái mở kinh này nè thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 5 đến 7 triệu nha là nhận xe nha. Đối với mở kinh đó. Còn nếu mà màu 3D thì anh em 47 triệu nè. Đó, con mở kinh.
con này là nhập khẩu của bên Indo luôn nha mọi người. Con này thì giá của nó là 47 triệu, còn này nếu mà anh em mua liên hệ trước giảm 1 triệu còn 46 triệu luôn đó. Còn tiếp theo nữa là dòng ẹt 155 phiên bản RC đời 2023 nha mọi người, 47 triệu nha, liên hệ trước giảm 1 triệu cũng còn 46 triệu thôi đó. Thì con này thì trả trước cho mình tầm khoảng là 7 triệu là nhận xe. Còn con này thì màu giới hạn, phiên bản giới hạn màu xanh luôn, thì con này giảm giá là còn 46.5 luôn nha. Đó, còn con này thì còn 46 thôi, như màu trắng đen này. Phiên bản của mình là phiên bản khóa smart key hết nha mọi người. Con này đời cũ này, hiếm, hàng hiếm. Nên là anh em thích màu trắng đen thì anh em liên hệ cho mình nha, đặt lịch trước cho mọi người luôn nha. Đó. Rồi con này là con ad 150 màu xanh. Con này là màu xanh đen nha. Con này thì mình sơn lên, mình sơn cái mẫu cũ lên nhá, nhưng mà nói chung là xanh, màu xanh GB mẫu cũ á, là mình sơn 3D lên luôn. 42 triệu nha mọi người. Trả trước 5 triệu là nhận xe. Rồi, con mới kinh màu đỏ. Màu này là màu ring nha. Màu này màu đỏ, đỏ nhưng mà mẫu cũ nha. Là mình còn đúng một chiếc một thôi. Anh em mà thích cái mới kinh màu này thì cứ liên hệ mình luôn nha. Con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 46 triệu thôi mọi người. Đó. Quá rẻ luôn. Thì con này thì trả trước 5 triệu nhận xe rồi. Đó. Tiếp theo nữa là anh em mua như màu xám xi măng nha mọi người. Đối với cái màu xám xi măng này thì dao động giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 48 triệu nha mọi người. Đó. Con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng là 7 8 triệu nhận xe nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua màu xanh nè, như con này là 47 triệu nha, xanh GB. Đó, con này thì mình sơn lên nha mọi người. Khóa mắc cây luôn, y chang mẫu cũ luôn nha, không khác gì hết luôn. 47 triệu. Đó. Nếu mà anh em mà có nhu cầu mua liên hệ trước cũng giảm 1 triệu còn 46 luôn. Ok. Rồi, con này cũng là luôn. Phiên bản giới hạn nha, 46 triệu 500 nha mọi người. Đó. Thì con này thì là mẫu cũ nha. Đó, mẫu mới của nó chỉ đậm hơn một tí. Con này thì trả trước cũng 7 triệu nhận xe nha. Còn nếu mà anh em mà mua cái loại mà 2023 này 47 triệu nha. 2023 là khóa mắc cây luôn nè. Đó, 47 triệu lên liên hệ trước cũng được giảm 1 triệu luôn nha. Đó, dòng này trả trước 7 triệu là nhận xe rồi. Còn nếu anh em mua màu 3D cũng là 47 triệu nha. Màu xám nhưng có vịt vàng nha. Thì tiếp theo là màu vàng, bên cạnh nó là màu vàng này cũng là khóa mắc cây luôn nè. Đó, con này cũng là 46 triệu thôi nha. Đó, giảm giá mạnh cho anh em luôn. Rồi, kỷ niệm 60 năm. Kỷ niệm 60 năm này thì tháng này cũng hạ giá cho anh em còn 46 năm thôi nha. Đó, quá rẻ luôn nè. Còn con như anh em lấy màu 2023 như màu xanh nè. Màu xanh và màu đen nhám đi. Hai màu này thì mình sẽ báo chung một giá luôn, thì nó là 47 triệu nha mọi người. Đó. 47 triệu. Rồi. Thì bên này có SH Mod thì màu phiên bản CBS nha mọi người. Giá là 56 triệu nha. Đó, con này thì trả trước cho mình tầm khoảng 10 12 triệu là nhận xe rồi. Còn đối với anh em mà mua cái phiên bản ABS màu xám xi măng này, con này là 66 triệu nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua cái bản ABS nhưng màu xanh này nè thì nó sẽ giảm giá còn 65 triệu thôi. Đó. Thì ngoài ra thì nó có phiên bản này cũng là 65 luôn nha mọi người. Phiên bản cá tính luôn nha, mà tháng này chỉ còn 65 triệu thôi. Đó, trả trước cho mình tầm 15 triệu nhận xe nha. Rồi, thì cao. SH cao thì cũng có màu 125 này, có con 125 mà màu xám xi măng giá 80 triệu nè mọi người. Đó. Con này là sơn 3D luôn nha. Còn nếu anh em mà lấy cái bản mà như màu ring là 78 triệu nha mọi người. Đó, màu đỏ, màu đen, màu trắng thì 125 á thì 78 triệu nha. Đó. Rồi, thì thủ tục trả góp thì cũng mang theo căn cước công dân là có thể là mua xe được rồi nha. Còn đối với dòng SH này trả trước 15 đến 20 triệu là nhận xe. Còn SH Mo thì anh em cứ trả trước cho mình tầm 10 đến 15 triệu tùy vào phiên bản nha, là có thể nhận xe luôn nha. Rồi. Thì mình hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ về những cái dòng xe đó. Anh em mà coi clip nha, anh em thích mua cái chiếc nào anh em cứ nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình luôn đó, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo clip nha.